Có một câu chuyện về cặp vợ chồng mua một con lừa đi đây đó ngắm cảnh. Một hôm nhìn thấy người chồng dắt con lừa, còn người vợ thì ngồi trên lưng lừa, và người đi đường đã chỉ trỏ xem người phụ nữ này có quá đáng không. Chồng thì vất vả dắt lừa, còn vợ thì ung dung ngồi trên lưng lừa như kia. Nghe thấy những lời bàn tán đó thì người vợ cảm thấy rất xấu hổ và đã liền nói với chồng để đổi. Giờ thì người chồng cưỡi trên lưng lừa, còn người vợ thì xuống dắt con lừa. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng rì rầm. Nhìn xem, người đàn ông kia chẳng ra sao, thân trai tráng mà lại để vợ dắt lừa thế kia. Người chồng nghe xong cũng đỏ mặt tía tai và quyết định hai vợ chồng cùng cưỡi con lừa. Những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại tại đây, nhưng đi được một đoạn lại nghe thấy đám người chỉ trỏ hai người to lớn thế kia mà lại cưỡi trên lưng con lừa nhỏ bé thế này. Rõ ràng là quá tàn nhẫn với động vật. Hai vợ chồng lúc này cảm thấy không biết phải làm sao nữa. Làm cái này cũng không được, làm cái kia cũng không được, và quyết định không cưỡi lừa nữa mà xuống dắt lừa. Tuy nhiên, hành động này của hai vợ chồng lại tiếp tục bị bàn tán. Họ cho rằng hai vợ chồng này quá ngu ngốc, mua con lừa mà lại không cưỡi mà quay đi dắt lừa. Thế giới vốn là vậy, bất kể bạn làm điều gì, vẫn có người ngồi một chỗ và buông ra những lời vô cảm, vô trách nhiệm. Bất kể bạn làm điều gì đúng, vẫn có người nói bạn làm sai. Vậy, vì sao bạn phải chạy theo đám đông với một sự việc? Đừng quan tâm xem người khác nghĩ gì về bạn, và hãy quan tâm xem mình nghĩ như thế nào về sự việc đó. Và đừng chạy theo đám đông một cách mù quáng, hãy sống hết sức mình. Chúc bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.